Hello, mọi người ơi, đây là cái video mà mình chuẩn bị nấu đồ ăn cho lễ tạ ơn. Thì mọi người hãy theo dõi coi lễ tạ ơn thì nhà mình thường thích ăn những món gì nha. Đó, chỉ trong vòng mấy phút mà mình có được một cái hũ chè Thái quá ngon luôn mọi người, nè thấy không? Quá ngon luôn. Bây giờ mình nếm cái nước của nó, nếu như mà mình muốn ngọt thì mình cho thêm thôi, nhưng mà theo mình nghĩ đó, mình chỉ ăn với cái sữa này là nó đủ ngọt rồi, tại vì ngọt quá không tốt ha mọi người, ngọt quá thì nó sẽ dễ bị bệnh, nhiều bệnh lắm. Hello, bữa nay mình đang chuẩn bị làm cái quay cái video Thanksgiving dinner nha. Thì chắc là lễ Thanksgiving thì tất cả mọi người đều tổ chức ăn uống không, thì năm nay mình sẽ nướng gà Tây. Mình đã có con gà, mình đang bỏ vô lò và chút xíu nữa mình sẽ quay cho mọi người coi ha. Bây giờ mình quay cái cảnh mà mình sẽ làm mấy cái size á để ăn chung với con gà đó mọi người. Thì ở đây mình để mình chiếu qua cho mọi người coi. Bây giờ mình sẽ rưới một nửa cái chén bơ này lên đây, bơ với mật ong với tiêu, mình sẽ rưới lên đây cho nó hơn rồi mình bỏ cho mình nướng. Tại vì hồi nãy mình đã luộc cái này rồi, mọi người, giờ mình nướng thôi, mình nướng nhiều để nướng cho nó chảy, nó chảy sáng rồi, hấp dẫn chưa? Mình đã nướng 4 tiếng rồi, bây giờ mình sẽ mở ra mình chấm cái này vô coi nó chín chưa nha mọi người. Nếu cái nhiệt độ nó lên 170 là chín ha. Bây giờ mình sẽ mở ra mình coi cái con gà của mình. Wow, nhìn con gà nè. Mình thử con gà coi ha. Mình sẽ chọn cái chỗ mà nó, cái này chắc chưa được rồi tại cái miếng kia nó chưa dai thôi. Mình sẽ chọn cái chỗ mà nó nóng nhất, mình thử nó. Chỗ mà nó nhiều thịt nhất. Để coi thấy cái này nó chạy lên không? Khi nào mà nó chạy lên 170 độ là nó mới chín, còn nếu mà chưa là nó chưa chín rồi. Chọc như vậy vẫn thấy chưa được, nó mới chạy lên 140 độ. Ủa sao nó đứng yên ở đây rồi, nó chắc chưa được, đứng lên mà nó đang chạy lên hết. Cái đồng hồ nhiệt kế nó đang chạy lên từ từ đó mọi người. Vậy chắc chưa được rồi, chừng nào mà nó chạy lên tới 170 mới chín này, chắc là tiếng đúng không? Tiếp theo mình tiếp tục mình nướng thôi. Giờ mình bỏ cái, mình sẽ bỏ cái này của mình vô mình nướng trước. Trong thời gian chờ đợi cái con gà nó chín thì bây giờ mình sẽ làm món chè Thái nha. Bây giờ mình bắt đầu làm chè Thái. Thì chè Thái của mình đó, nó chỉ toàn là bằng lon không mọi người ơi. Ở trong này nó có cái này là chè ba màu nè. Mình có thể mua cái thứ mà mình muốn thôi. Cái này là thạch dừa nó bằng lá dứa thôi nha. Thì nó có mùi thơm, mình sẽ đổ vô đây ha. Mình sẽ đổ vô trong một cái tô to nè. Mình có một cái tô rất to mà mình sẽ mix nó vô ha. Cái đó là cái này là thạch dừa lá dứa. Rồi ở đây mình có một chén mít luôn, mình đã cắt sẵn ra rồi mọi người. Thì mình có thể mua mít đông đá hoặc mít hộp cũng được, mít hoặc là mít tươi. Mít tươi thì nó ngon hơn, mình đổ vô đây ha. Mít vô. Chè ba màu nữa nè, chè ba màu nó cũng có nhiều loại mọi người. Đây là chè ba màu. Cái này nó có, cái này là thạch dừa nè, rồi chuối nè, rồi đậu nè. Ba màu thì ba loại đậu. Thì mình thích ăn cái gì thì mình bỏ vô thôi mọi người. Đó. Đây là xương sáo ha, xương sáo. Thì mọi người thích ăn cái gì thì cứ đổ vô thôi mọi người. Đó. Rất là dễ, so easy. Hẳn đấy chị cái mua thôi hả. Thì mình có hai loại sữa, một là Here Be Whipping Cream này mọi người, Whipping Cream hoặc
hoặc là mình đổ half and half ha. Half and half thì mình sẽ cho một chút xíu này và chút xíu kia vô ha. Đó, chỉ trong vòng mấy phút mà mình có được một cái hũ trà Thái quá ngon luôn mọi người. Nè, thấy không? Quá ngon luôn. Bây giờ mình nếm cái nước của nó. Nếu như mà mình muốn ngọt thì mình cho thêm ha. Nhưng mà theo mình nghĩ đó, mình chỉ ăn với cái sữa này là nó đủ ngọt rồi. Tại vì ngọt quá không tốt ha mọi người. Ngọt quá thì nó sẽ dễ bị bệnh, nhiều bệnh lắm. Nè, bây giờ mình muốn ăn cái thạch gì thì mình sẽ cho vô cái thạch đó thôi. Nó rất là đơn giản, so easy đúng không mọi người? À, thì Mai Vũ làm được thì tất cả mọi người đều làm được ha. Chút nữa mình sẽ nếm coi, chứ mình không nghĩ là không có phải cho thêm đường đâu. Tại vì trong cái chè này nè, nó đã có đường, chất đường ở trong đó rồi, nên mình không phải cho. Mình ăn nó lạt lạt đó thì nó đỡ bệnh ha. Đó, thì đây là món chè Thái. Thì để mình thử múc mình và mình ăn thử với nó làm sao ha mọi người ha. Nè, hấp dẫn không? Mai Vũ thích ăn thạch dừa với lại thạch đen lắm. Quá ư là hấp dẫn luôn ha. Mình thử thì mình sẽ múc qua. Một ly chè Thái quá ư là hấp dẫn luôn. Nhà làm nha, nhanh gọn lẹ nha. Và mình sẽ biết là trong này nó có những cái gì nên mình không có sợ mấy ha. Là để mình thử một cái cho mọi người coi ha, coi nó ngon không nha. Thạch đen. Nếu như mình ăn với cái sữa không á thì nó vừa, tại vì thay vì mình uống sữa đó mình đâu có bỏ đường nữa đúng không, thì nó vừa, xong rồi sau đó mình sẽ ăn vô một cái thạch dừa đó, ở trong đó nó có đường ngọt ngọt, nó tan ra sữa, mình không cần phải bỏ thêm đường, bỏ đường vô. Ngon lắm. Chạy bây giờ mình qua coi con gà của mình nó làm sao vậy không, đã cháy chưa? Đây là mấy vị tiểu thư nhà mình. Tiểu Thư cũng vào bếp. Nè mọi người thấy không, cái đồng hồ này nó chỉ 160 nè, các con gà nó sắp chín rồi nè mọi người. Tại vì ở đây nó có này ha, nó có này nướng ham thì bao nhiêu độ nè, ham thì 145, viết thì bao nhiêu, và nó chỉ cho mình bôn nẹt thì bao nhiêu, mà có xương thì bao nhiêu, không có xương thì bao nhiêu. Con thức kỳ á là 165 nha, con thức kỳ là 165. Bây giờ nó đã lên 160, con gà này của mình sắp sửa chín thôi. Thì ở đây mình có cái apple juice này mọi người, mình sẽ lấy khoảng 2 cốc apple juice rồi mình đổ vô ha, mình đổ vô trong cái đó để cho cái nước của nó không bị mặn á. Đây mình sẽ đổ apple juice vô đây, mình sẽ đổ hết cái cốc đó vô ha. Cái con gà này nó ngon chứ, bây giờ mình sẽ rưới cái nước này lên ha, mình rưới cái nước này lên xong cái mình mở ra, mình để lửa trên ha mọi người, mình để cái mình bấm qua cái lửa trên đó để cho nó vàng cái da ha, tại vì mình nướng như vậy nó sẽ không vàng da đâu. Ủa mà anyway con turkey phải 160 mới được mà anh. Nó 160 đấy rồi. Ôi em 165 mới được mà. 160 sao đây. Đó thì bây giờ mình sẽ đẩy nó vô mà mình để mình canh lửa trên khoảng mấy phút cho cái da nó vàng ha. Da nó vàng là được thôi.
Nè, hồi nãy mình đã bỏ cái này vô mình nướng rồi nè mọi người. Bây giờ mình sẽ rưới thêm, mình nướng nó đã vàng vàng nè. Bây giờ mình sẽ rưới thêm cái honey với lại cái bơ hồi nãy lên rồi mình bỏ vô mình nướng cái lửa ở trên để cho nó xếp xém ha. Là cái này của mình nó xong á mọi người, nhìn hấp dẫn không? Wow, quá hấp dẫn luôn. Đó, mình sẽ rưới nốt cái phần này vô ha. Rồi mình bỏ vô mình nướng ở phía ở cái lửa trên để cho nó xém xém á. Ở đây có cái nước của cái con gà đó mọi người. Cái này á, mình lấy để mình nấu miến ha. Bây giờ mình sẽ đổ cái này là cái nấm đông cô, nấm gì đó, nấm hương ha. Mình đổ nấm hương vô mình để cho nó ngấm gia vị. Rồi mình bỏ mấy cái kia vô để mình xào miến. Có cái nấm này á, thì mọi người thích ăn cái gia vị vậy? Mọi người thích ăn cái gì thì mọi người sẽ bỏ cho xào ha. Bây giờ mình sẽ xào cái nấm này và chút nữa mình sẽ nhét vô trong cái bụng của con gà đó. Đổ lên trên cái khúc đuôi của con gà cho nó đẹp. Cái này là đậu hũ với cá với lại nấm. Wow, cái con gà của mình nó đã được rồi nè mọi người. Bây giờ thì mình chuẩn bị mình bày chân bày nó và mình múc cái nước kia ra mình làm cái gravy ha, làm cái gravy. Hú hồn chưa, quá đã. Hôm nay anh trợ lý là từ sáng tới giờ nhịn đói là nên nó không thể làm chịu nổi nữa, phải xuống hết thì mới có đồ ăn nè. Mọi người thấy không, con gà nó mới có 160 độ thôi mà cứ 1-2 lần nặng đòi lấy ra ăn. Không giờ lấy ra ăn đại luôn. Bia bỏ vô đây không? Đó, bây giờ mình sẽ để cái con gà vô đây và mình trang trí nó ha. Mình sẽ biến tàu mình đổ lên rồi mình nấu ra vị, mà phải lắm. Bây giờ mình múc miến mình bỏ rau vòng vòng ha, mình trang trí miến vòng vòng tại vì mọi người thích ăn miến đó. Không cần để lên đây đâu, em muốn chỉ để cái đuôi con gà thôi, còn cái trên đó mình đói lắm rồi kìa, nó khòm lắm. Mọi người chờ con gà đã đói bụng rồi. Đồ ăn đã sẵn sàng rồi, mình xin mời tất cả mọi người nha. Thì khi mà ăn á, mình đã làm một cái video live stream rồi nên bây giờ mình không có bỏ lên nữa. Nếu như mọi người muốn coi á, thì coi lại cái video ăn mừng lễ tạ ơn kiểu Mỹ. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. See you next time, bye bye, thank you.